thứ con dâu mất dạy. Cô giáo dẫn trai về nhà làm cái trò này à? Mở cửa ra. Việc còn lại xử đi. Xong vụ này tôi có tiền trả cho anh. Alo. Mày giỏi nhỉ. Mày tưởng không nghe máy của tao, tao để yên cho mày à? 300 triệu chứ ít đâu. Mày nợ tao rồi định nuốt à? Kiểu anh thu thu cho em ít bữa nữa xong em có tiền em trả cho anh mà. Em có muốn làm ăn thua lỗ như thế thì không có tiền trả cho anh đâu. Tao cho mày thêm 2 ngày. Không trả cho tao ấy, mày biết rồi đấy. Tao không đủ kiên nhẫn để chờ mày nữa đâu. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Ừ, đúng là loại thuốc đấy đấy con ạ. Nó khoảng độ 2 triệu. Ừ, đúng lúc mẹ đang hết thuốc. Con mua cho mẹ nhá. Thế con nhá. Hôm nay con không đi làm à? Bà vừa nói chuyện với ai mà mua thuốc hẳn 2 triệu đấy? À, thằng Cường đang công tác ở nước ngoài, giờ nó đang ở hiệu thuốc. Nó gọi điện cho mẹ xem là có đúng cái loại thuốc mà vẫn dùng không. Đúng cái lúc này là mẹ đang hết thuốc nên mẹ nhờ nó mua cho mẹ. Bà định ăn bám vợ chồng tôi đến bao giờ nữa? Hả? Bà nhìn mẹ chồng người ta kia kìa. Mua cho con này, nhà lầu, xe hơi, đất đai, tiền bảo hiểm, tiền ngân hàng. Bà cho bọn tôi được cái gì? Đã thế từ quê lên đây, tiền ăn, tiền ở, tiền cơm nước, tiền quần áo chúng tôi lo hết. Tiền là rác à? Mẹ biết là mẹ không có của nả như người ta. Mẹ không cho con cái được cái gì. Mẹ... Bà biết như thế bà còn than vãn làm cái gì? Thế con hồi hẳn 2 triệu để anh ấy mua thuốc cho bà nữa. Ừ, thế thôi để mẹ gọi lại cho thằng Cường, bảo nó không cần mua nữa. Alo. Cường à con? Thôi, con không cần phải mua thuốc cho mẹ nữa đâu. Mẹ kiểm tra lại rồi, mẹ vẫn còn nhiều lắm con ạ. Thế con nhá. Alo anh à, tôi có việc cần nhờ. Tôi có cách trả tiền cho anh rồi. Bà ta đấy. Việc còn lại xử đi. Xong vụ này tôi có tiền trả cho anh. Ok. Nhanh quá nhở. Chỉ là đúng hẹn thôi. Nghe nói cô em vừa lĩnh một khoản tiền từ bảo hiểm, từ cái vụ bà già tai nạn hả? Không phải việc của anh. 300 triệu không thiếu một xu. Có ngừng này được à? Tôi nợ anh có 300 triệu. Thế khoảng thời gian mà cô em vay của tôi ấy không tính à? Tính cái gì? Anh mới đợi tiền lãi. Anh muốn bao nhiêu? Tổng 600. 600? Tôi nợ anh có 300 triệu, không có 600 nào ở đây cả. Ok. Cô em trả thì trả, không trả thì chẳng sao cả. Nhưng mà cái việc tôi nói mọi người ấy, là cô em thuê tôi gây ra vụ tai nạn cho bà già để lấy tiền bảo hiểm ấy,
Thì lúc đấy không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Anh nói cái gì cơ? Anh dám nói mọi người á? Tao không phải bà già mày. Đừng có nạt nhá. Thế nào? Bây giờ ấy, mày là người quyết định đấy. Hay là tao gọi điện cho chồng mày nhỉ? Anh để em thu xếp em trả cho anh ạ. Cô em có vẻ thông minh rồi đấy. Anh cho em xin ít thời gian để em thu xếp chút tiền có phải là rác đâu ạ? Ok. 2 ngày. 4 ngày. Ok. Mẹ à? Con thấy mẹ cũng già rồi, nếu có tiền thì để con giữ hộ cho, chứ mẹ giữ làm gì? Mẹ làm gì có tiền? Mẹ không có tiền. Mẹ không có. Già rồi mà có tham lam. Mẹ không có tiền thật. Chả nhẽ mẹ sống từng này tuổi không dư giả được đồng nào để con góp à? Mẹ không có. Chết cũng mang theo một đống thảm. Alo anh à? Vâng em nghe. Em chuẩn bị đưa mẹ xuống dưới, anh chở mẹ đến viện khám lại nhá. Đưa mẹ đi khám lại à? Dạ vâng ạ. Bà chuẩn bị đi, anh Cường chờ bên dưới, xuống anh đưa đi khám lại. Mày không mở cửa cho tao là được à? Thế nào? Hả? Anh cho em một thời gian nữa em. Không sẽ... bao giờ. Hôm nay là hạn cuối rồi. Nhưng mà không như nghĩ gì hết. Hôm nay phải trả. Thế nào? Hay là tao ngồi đây đợi bây giờ chồng mày về, chắc là nó có tiền đấy. Kìa anh cho em xem thêm một gì à? Mày tính sao, trả hay không? Anh ép tôi đi ạ. Tao ép mày đấy thì sao hả? Anh chờ em một lát, em thu xếp tiền trả anh. Rõ ràng tao không thấy tiền đâu cả. Tôi không nói dối anh đâu.
Chính mắt tôi nhìn thấy mày để tiền ở đây mà. Này, mày tưởng tao trẻ con mày lừa tao à? Hả? Bây giờ nhào, tính sao? Tôi không còn tiền nữa đâu. Anh ơi, em xin anh ấy, anh tha cho em đi. Tôi không còn 1.000 một cắc nào để trả cho anh cả ấy. Không có tiền à? Nhưng mà với khuôn mặt xinh đẹp này ấy, có thể kiếm ra tiền đấy. Chỉ có cách ấy, đi làm gái mà lấy tiền trả cho tao. Tôi không làm đấy đâu, tôi không làm được, tôi không thể làm được đâu. Trên đời này ấy, chẳng có gì là không làm được cả. Nếu em không biết ấy, anh dạy cho vài đường kỹ năng là biết ngay được. Cô giỏi nhở? Cô giáo thanh trai về nhà làm cái trò này à? Em với hắn ta không liên quan gì nhau cả. Hắn ta tống tiền em đi, anh bảo không ăn đi. Tống tiền á? Cô đổ lỗi tôi hơi giỏi đấy. Chứ không phải là cô vay tiền tôi rồi không trả được. Thôi em, trả công tình à? Cái số tiền tôi nợ anh tôi trả hết còn gì nữa. Bây giờ anh đến anh đóng tiền rồi. Được. Đã thế, tôi nói cho mọi người biết vì sao cái chân của bà bị gãy đi kia. Tất cả ấy là do cái con dâu quý hóa của bà này, nó thuê tôi gây ra vụ tai nạn để lấy tiền bảo hiểm trả tôi đấy. Cái gì? Cậu nói cái gì? Ôi, việc này của nhà các bà tôi đi giải quyết. Tôi về. Nhưng mày nên nhớ ấy, trả tiền tao đúng hẹn đấy. À, để tôi đóng cửa cho các người tâm sự nhé. Thật không? Tôi hỏi cô thật thế không? Anh em giải thích. Em có nỗi khổ của em. Một lần đến em hứa em không lặp lại. Con dâu mất dạy. Anh em giải thích. Em có nỗi khổ của em mà. Em sẽ không lặp lại một lần nào được đâu. Tha cho em lần. Cô im đi. Quá muộn rồi. Cô đừng có giải thích thêm điều gì nữa. Tôi thật sự ghê tởm con người của cô. Bây giờ cô cút ra khỏi nhà tôi. Con ơi, mẹ xin con. Mẹ bỏ ra. Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi.